Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Mammoth XCH Alloy, một dòng xe đạp rất là nổi tiếng của Mỹ. À, xe thì được sử dụng bộ gầu đúc chuyển động Shimano Atut bánh 27.5 inch, toàn bộ phần khung là nhôm. Xe có cái cách thiết kế rất là đẹp, như các bác thấy trên hình, trắng phối đỏ, rất là thể thao và trẻ trung. Những cái đường khung thiết kế dày, nhìn là rất là cơ bắp. Lốp bản to, tổng thể xe rất là đẹp. Nhựa Mammoth rất là nổi tiếng trên toàn thế giới của Mỹ. Tổng thể xe thì còn tương đối là mới. Các bác có thể thấy trên hình, khung xe các thứ là lớp sơn còn nguyên bản, hầu như là rất ít vết xước, không có vết xước nhỏ đáng kể. Màu sơn còn rất là mới, bóng. Bị bộ vành bánh 27.5 inch. Các bác nhìn những cái đường vân lốp này, chủ xe họ đi rất là ít, là giữ được cái độ mới của chiếc xe đó rất là tốt. Chạy bộ chuyển động của Shimano Atut với đây là 9 tầng lip và trên này là 3 tầng đĩa, gạt đĩa Asiza 9 lip 3 đĩa từng 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên zin, bộ ghi đông vút tăng, cọc yên này, rồi hai cặp vành, tất cả là nguyên bản hết, nguyên zin hết. Phần ghi đông cũng được trang bị, đây là tay bấm Shimano Atut, phanh dầu của Shimano, và đây có cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Dân sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 58 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m60-61 thì nó 70-71 pi phù hợp. Xe giữ cái độ mới đó rất là tốt, nên là cái bộ chuyển động nó không có vấn đề, chuyển động rất mượt mà. Em vừa đánh giá nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Mammoth XCH Alloy, một dòng xe đạp rất là đẳng cấp của Mỹ. Thì đang có giá bán rất tốt, bên em chỉ có là 9.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.